Tiếp tục của việc anh chị ạ. Đây là một căn nhà một trệt hai lầu, mặt tiền kinh doanh giá siêu rẻ đúng không chị? 5 tỷ bây giờ giảm 700 triệu là còn 4 tỷ 300 triệu thôi, mặt tiền đường này luôn. Kinh doanh sầm uất, vừa ở vừa kinh doanh buôn bán. Anh chị nghĩ sao một căn nhà một trệt hai tầng lầu? Và đây là cung đường Nguyễn Du, đường này là đường Nguyễn Du anh chị nhá. Phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Anh chị nào đang cần tìm một mặt tiền trên đường Nguyễn Du tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An mà chỉ có 4 tỷ 300 triệu với một căn nhà hai lầu một trệt, căn này rẻ nhất thời đại quý vị, không có căn nào rẻ hơn căn này. Cái mặt tiền kinh doanh này, đường Nguyễn Du này quý vị. Cái hướng này xuống chợ 434 này, hướng này xuống chợ 434 đây, 500 m anh chị nhá. Đây. Quay một vòng cho anh chị mình cảm nhận này. Kinh doanh buôn bán quý vị thấy không? Cái cổng sau khu công nghiệp V-Ship 1 ngay đây quý chị nhá. Cổng sau khu công nghiệp V-Ship 1 ngay đây quý chị ha. Hướng này mình đi ra đây là DT743 quý chị, đi ra Vincom cũng được quý chị ơi. Và căn nhà hai lầu một trệt của mình đâu quý chị, thấy căn nhà nổi bật đó không? Đó, rất đẹp luôn quý chị ơi, xem hàng xóm kinh doanh đi quý chị. Mê không? Mê không quý chị? Anh chị nghĩ sao mà 4 tỷ 300 triệu có một căn nhà trên mặt tiền đường Nguyễn Du như thế này? Em nói với anh chị xưa giờ chưa bao giờ có một căn nhà rẻ như căn nhà này. Căn này là cần bán gấp nên mới có giá này thôi, mà đây là phường Bình Hòa, anh chị biết rồi. Cái cung đường Nguyễn Du này này, cái khúc chợ 434 ngay đây này, nó cực kỳ sầm uất luôn quý chị nhá. Chỗ đây buổi chiều á, buổi sáng á, công nhân viên đi qua đây quá trời luôn quý chị nhá. Đây giờ này em đang ghi hình là 9 giờ sáng quý chị nhá. Đó, rất là rẻ quý chị, nên là mong muốn ghi hình để cho toàn thể quý anh chị mình xem. Mặt tiền kinh doanh buôn bán sầm uất nhưng mà chỉ có 4 tỷ 300 triệu, vẫn phải nhắc lại để cho toàn thể anh chị mình biết được là cái mặt tiền này nó rất rất là rẻ anh chị ơi. Đấy. Nên là anh chị nào mà quan tâm thực sự thì phải đi xem sớm, tại vì chắc chắn sẽ bán sớm thôi. Chắc chắn sẽ bán sớm thôi anh chị nha. Đấy. Bây giờ em sẽ mời anh chị mình vào trong để mình cùng tham quan về cái mặt tiền kinh doanh này. Đấy. Hiện trạng bây giờ là gia chủ cũng đang kinh doanh luôn quý chị nhá. Đó. Kết cấu. Kết cấu ở phía trước là mình có thể kinh doanh buôn bán quý chị, hoặc có thể làm sân gara ô tô quý chị nhá. Đấy. Rất ok luôn quý chị ơi. Hiện trạng bây giờ người ta cũng đang kinh doanh buôn bán luôn. Hoặc có thể mình làm sân trước để mình để ô tô cũng rất là ok. Nhà công năng nhà mình cũng rất là ok, có sân thượng luôn anh chị nhá. Nhà mình hai lầu một trệt. Phía dưới là có phòng khách, có nhà ăn, có phòng ngủ dưới luôn. Nhà có phòng ngủ dưới luôn. Căn này tổng 80 mét vuông anh chị và 60 mét thổ cư. Nhà sổ sách giấy tờ đầy đủ, em chỉ mua bán và review tất cả các bất động sản có sổ hồng riêng, nên anh chị mua bán công chứng chuyển nhượng sang tên anh chị nhá. Hỗ trợ ngân hàng thoải mái để toàn thể anh chị mình mua bán cho nó nhanh gọn quý chị nhá. Đấy. Bây giờ mình cùng xem lại cái mặt tiền phía trước một chút xíu nữa rồi em sẽ di chuyển hẳn vào bên trong. Đây này. Cái mặt tiền trước này anh chị mình có thể kinh doanh buôn bán anh chị ha, hoặc có thể làm sân để ô tô nhá quý chị nhá. Đó, thì đó là tùy anh chị nhá. Đấy. Thì phía trước đây là một cái sân trước của nhà mình. Đó. Sân ô tô, mặt tiền kinh doanh buôn bán quá ok luôn. Nhà có phòng ngủ dưới hẳn hoi luôn anh chị nhá. Đấy. Đây khu vực phòng khách em di chuyển qua đây nhá. Đó. Bếp ăn nhà mình trong đây này quý chị. Nhà mình sẽ có phòng ngủ dưới, ở phía sau cùng kia sẽ có lối thoát hiểm cho anh chị mình luôn. Đó, đây quý chị nhá, cái này bếp ăn nhà mình đây. Đấy. Thì đây là một căn nhà mà cần bán gấp nên mức giá cực kỳ rẻ. Lúc trước là 5 tỷ anh chị nhá, còn bây giờ là 4 tỷ 300 triệu thôi. Là gia chủ đang cần thiện chí bán lắm rồi, nên là đã giảm giá để bán đấy quý chị. Cái phòng ngủ dưới của nhà mình đây. Đó. Mặt tiền kinh doanh, sân ô tô hoặc kinh doanh và còn có phòng ngủ dưới nữa. Sau này có một cái sân sau, cái lối thoát hiểm nữa quý chị, hay còn gọi sân sau đi ha, thông lên trên nhá. Nhà vệ sinh ở phía dưới của mình đây này, nhà vệ sinh đây quý chị, rất ok. Rồi bây giờ em sẽ di chuyển hẳn lên lầu để quay chi tiết về căn nhà này. Những anh chị nào mình chưa thể đi xem được, mình có thể đón xem em video của em Hải trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản nhé. Em sẽ luôn luôn quay chi tiết đâu ra đó để cho toàn thể anh chị mình xem, để anh chị mình cảm nhận được căn nhà của mình công năng ra sao, vị trí ở đâu, mức giá như thế nào, tình trạng pháp lý như thế nào. Đó, thì đây là một căn nhà nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Du thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, nhưng mà nó lại gần ngay cái khúc chợ 434 anh chị nha. Rồi. Nhà mình sẽ hai lầu đó quý chị, em đang có mặt lầu 1 mang tới cho anh chị mình 3 phòng ngủ. Đây xíu nữa lên lầu 2 sân thượng phía trên đấy anh chị này. Trước mắt là 3 phòng ngủ ở lầu 1 này, là một cái ở phía dưới nữa là 4 cái rồi đó quý chị nhá. Đây. Cái đầu tiên ở lầu 1. Đó. Nhà này công năng quá ok anh chị nhá. Phòng ngủ nhiều mà còn mặt tiền kinh doanh nữa quý chị. Đấy. Chỗ này người ta làm kho này, chỗ này cũng là phòng ngủ đó quý chị nhưng mà đang làm kho quý chị nhá. Đó. Rồi vậy là 2 phòng ngủ ở lầu 1 rồi này. Sau đây là nhà vệ sinh của mình. Đây khu vực nhà vệ sinh. Đó. Rồi, phía trước này này, phía trước đó đang đóng cửa đó quý chị, là một cái phòng ngủ nữa quý chị nhá. Vậy là lầu 1 nhà mình sẽ có 3 cái nhá, ở phía dưới một cái là 4 cái rồi nhá. Đấy, phòng ngủ này đang có người không quay được anh chị nhá, nhưng mà đây là phòng ngủ phía trước. Phòng ngủ này rất rất rộng luôn, rất rộng luôn. Đấy. Rồi lên lầu 2, nhà hai lầu quý chị ạ, hai lầu một trệt sân thượng luôn, có sân thượng ở phía trên đây này. Căn này quá ok luôn anh chị ơi, trong cái tầm tài chính mà 4 tỷ 300 triệu mà có căn nhà hai lầu một trệt sân thượng này là gần như không thể nào có quý chị ha. Đấy. Bên đây là mặt tiền kinh doanh. Cái chung cư đó, chung cư Thanh Bình quý chị nhá. Đây sân thượng phía sau này. Đó. Trước đây là phòng thờ nhà mình.
Còn thờ bên gia chủ đang làm phòng ngủ luôn. Đó, nó rộng rãi lắm quý anh chị nhá. Đó. Rồi phía trước đây là cái ban công nhỏ phía trước. Rồi, nhà mình 80m có 60m thổ cư. Nhà mình có bề ngang là 3m rưỡi, chiều dài là 23m8 anh chị nhá. Nó có bề ngang thì nó hơi nhỏ một xíu. Bề ngang 3m rưỡi đây, nhà mình đây. Đó. Nhưng mà chiều dài lên gần 24m, mặt tiền đường Nguyễn Du, kinh doanh buôn bán sầm uất. Thì bây giờ em nói anh chị đúng là điểm yếu là nó 3m rưỡi, ngang 3m rưỡi thiệt. Nhưng anh chị biết không, một căn nhà 2 tầng lầu, mặt tiền kinh doanh buôn bán sầm uất gần cái khúc chợ 434 như thế này mà 80m2. Đó. Mà sân phía trước là để ô tô hoặc kinh doanh nhưng mà chỉ có 4 tỷ 300 triệu. Đây là một mức giá cực kỳ rẻ của anh chị nha. Còn nếu mà nhà này mà cái thế nó ngang 5 á thì giá nó sẽ khác, ngang 4 giá nó sẽ khác của anh chị nha. Đấy, thì giá này là một mức giá rất là rẻ trong cái phân khúc 4 tỷ 300 triệu để kinh doanh và ở. Anh chị nào thấy phù hợp vào việc, em xin cảm ơn.